Chào các bạn, mình là Tiến, kênh Mít Tiến nha. Hôm nay mình chở ba mẹ mình ra ngoài cái một cái DMV, là cái chỗ mà xin bằng lái xe đó để làm ID cho ba mẹ. Nhưng mà họ đóng cửa và chỉ có lấy hẹn thôi. Tại vì cái dịch này họ không có tiếp xúc nhiều người đó. Thì cho nên là mình về thì mình đi vô trong bên downtown của Santa Ana. Santa Ana là một cái thành phố mà mình nghĩ là nó giống như là cái thủ đô của quận Cam á, tại vì ở đây nó có rất là nhiều cái văn phòng của chính phủ. Và trong lúc đi á thì mình khám phá được một cái khu shopping center, cái khu vui chơi giải trí rất là thú vị. Mình ấn tượng ngay từ cái chỗ đậu xe. Bây giờ mình chuẩn bị theo dõi nha. Cả nhà thấy không? Đây là một cái ngã ba của cái khu vui chơi giải trí ở LA Santa, ở Santa Ana. Thì trước mặt mình có nghĩa là LA Santa Ana đó. Thì mình không biết nó là gì, có thể nó nhà hàng hay là một cái club ha các bạn. Đây là cái chỗ bãi đậu xe rất là thú vị, mình sẽ quay sau nha. Nhưng trước hết á là mình sẽ đi vô trong đây. Đây là một cái khu shopping nhỏ nhỏ. Ok. Thì Kaizen Shabu Shabu á, Shabu Shabu là một cái tiệm lẩu của Nhật nhúng thịt rất là ngon nha các bạn. Rồi bên phải của mình á thì mình thấy là có một cái Yost Theater, là một cái rạp chiếu phim nha. Thì cái rạp chiếu phim này á là nó đóng cửa là chắc chắn rồi, tại vì không có tụ tập này kia để ngăn ngừa lây lan bệnh tật á, các bạn thấy không? Trong đây á, thường những cái rạp chiếu phim đó thì các bạn thấy là cái này là mấy cái billboard nè, mấy cái mà poster của mấy cái phim mới ra này kia. Rồi đó là cái bục bán vé đó, rất là traditional các bạn thấy không? Đó, truyền thống. Nhưng mà tại những cái này á, người ta phá, người ta đập bể kiến rồi đó, cho nên là họ phải đóng lại cái tấm dán để họ giữ lại cái những cái gì bên trong, các bạn thấy không nè. Ví dụ như đó, cái này nè, các bạn thấy những cái mảnh kiến dở ở đó không? Đó thì giống như là dân chúng nó phá rồi này kia, nó đập cho bể đó các bạn. Rồi đó là cái gặp chú phim. Bên trái của mình á là cái chỗ bãi đậu xe, nhưng mà trước khi vô bãi đậu xe thì mình đi xuống cái khu shopping nhỏ nhỏ ở đây nha. Nó cũng rất là thú vị. Cái đặc biệt của cái khu shopping này á là nó không có giữ sạch sẽ như là, không phải, nó vẫn sạch sẽ nhưng mà nó cho vẽ tường rồi graffiti á. Graffiti nó vẽ rất là nhiều ở xung quanh cái tường xung quanh. Đó. Trong đây thì họ giữ được cái là không có vẽ tường quằn quại tùm lum. Đó, các bạn thấy không? Phần lớn các shop đều close. Đó, thậm chí quần áo á, tại doanh thu ít cho nên cũng close. Cái đó là không có nhất thiết hơn, nó gọi là non essential đều close. Chỗ này bán ice cream nè. Đó. Cũng phải đóng cửa luôn. À, đây là một cái ngã ba kế tiếp. À, các bạn thấy đường xá cũng đẹp ghê không? Và hiện giờ là người ta, nhiều người tranh thủ á, họ sửa sang trong lúc này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì thí dụ như á, mình sửa sang trong những lúc mà mở cửa hoạt động được thì lúc đó đó mình sẽ giảm thu nhập, nhưng mà lúc này mình mở cửa hoạt động được, nếu mà mình có sửa sang hay là mình renovate gì đó, đây là cái thời điểm tốt nhất để mình sửa sang. Thì đây cũng là một cái rất là hay cho những cái doanh nghiệp ở Việt Nam á. Thí dụ đây là cái thời điểm mà các bạn có thể không có thêm doanh thu, nhưng mà các bạn hãy ngồi xuống đi, lên chiến lược cho sau khi mở cửa các bạn sẽ làm gì, và các bạn sẽ có những cái kế hoạch và thậm chí sửa sang lại những cái shop của mình. Đó. Thì ở đây có một cái người họ nằm đây, thì đây là cái người homeless, họ nằm họ ngủ thôi nha các bạn.
đó. Thì con đường trước mặt của mình cũng là cái con đường nhỏ mà đi thôi, thì mình không đi đó. Bây giờ mình sẽ làm một video ngắn, cho nên là mình sẽ quay cái chỗ mà bãi đậu xe cũng thú vị các bạn ha. Rồi à, ở đây có một cái vườn hồng, nhưng mà mình tới hơi trễ, mấy cái vườn hồng này nó nở đã gần hết và bắt đầu nó tàn từ từ rồi, cho nên không có đẹp lắm. Nhưng mà cái mùi hồng nó vẫn rất là thơm nha các bạn. Và mình hình như cũng có phần nào dị ứng cho nên cũng ngứa ngứa mũi. Cái cây này cũng hay ghê, mình không biết cây này là cây gì nha. Nó giống như nó bị đóng rêu xanh ở trên đó, nhưng mà không phải đâu. Hình như cái vỏ cây của nó là như vậy. Rồi mấy cái lá của nó là mấy cái cọng này kia. Đó các bạn thấy không? Đó. Cái vỏ cây nó màu xanh nè. Này không phải rêu xanh đâu nha. Vỏ cây màu xanh. Rồi lá gì đâu mà chùm. Cái cây này mình có thể dám chắc rằng nó rất là phù hợp ở ngoài cái xứ sở sa mạc rồi này kia. Tại sao? Tại vì á, các bạn biết những cái cây mà lá rộng ra, lớn ra đó thì thường nó dễ mất nước, còn những cái lá mà sần sùi nhỏ nhỏ này nè thì nó hạn chế sự mất nước, cho nên nó rất là phù hợp ở những cái khí hậu khô cằn đó, như sa mạc, hoang mạc này kia. À, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ parking lot này mà làm mình ấn tượng và mình quyết định mình rút máy ra đi quay nha. Cái chỗ parking lot này á, nó có cái chữ DTSA. DT mình không biết là cái gì, có thể là district hả, SA là Santa Ana hả, thì mình không biết nha. Đó, nhưng mà cái thú vị ở trong đây đó là các bạn thấy không, cái chỗ bãi đậu xe này đó, ở đây á, thì có một cái chỗ mà mình có thể sạc điện cho xe điện nha các bạn thấy không. Đó, giống như trạm đổ xăng mà cho xe điện vậy. Và mình có thể trả bằng thẻ tín dụng nè các bạn, nếu mà mình có xe điện thì mình có thể sử dụng này. Đó. Nhưng mà cái đó không có phải là cái thú vị mà mình muốn nói tới. Cái thú vị ở đây nói tới là xung quanh tường ở đây á, họ vẽ rất là nhiều graffiti ha. Đó, cái này là một cái dạng nghệ thuật ở những cái thành phố lớn á các bạn. Đó. Thì những cái nghệ sĩ á, họ hay nghệ sĩ đường phố họ hay vẽ mấy này em nha. Đó, họ vẽ này, cái này giống như là một cái dạng nghệ thuật đó các bạn thấy không. Và thậm chí á, cái người chủ cái shopping mall này á, họ dựng những cái tường gỗ lên như thế này để khuyến khích người ta vẽ nữa, để người ta có chỗ người ta vẽ đó các bạn thấy không. Đó, có những cái tường gỗ mà họ dựng lên để họ khuyến khích người ta vẽ nữa các bạn thấy không. Ông này mình không biết là ai, nhưng mà mình không nghĩ là Einstein đâu, nhưng mà nhìn giống ha các bạn ha. Rồi khi mà mình xuống đây thì đó, những cái thùng điện nè, thùng gác nè cũng có vẻ đó. Này là những cái anh chàng mà nghe nhạc rồi nhảy breakdance là này kia nè đó. Rồi có những cái nhân vật mà mình khó hiểu lắm, ví dụ như cô nàng này đó. Hơn cô nàng này giống như là một super hero vậy đó. Đó, những cái biểu tượng này. Rồi cái này rất là quen thuộc với lại những cái người mà ở lứa tuổi mình, đó là Game Boy nha, cái máy Game Boy hồi xưa tụi mình chơi á. Rồi đây là một cái hình, đây một cái hình này, cái hình đậu sọ này, cái này là một cái ngày lễ của người Mỹ đó các bạn, đó, người Mexico á. Đó. Đó, rồi ở đây á họ có cái tượng của ông Phật nữa nè, đó. Rồi một cái người tượng của một cái người thổ dân. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì đây là ba cái bức ảnh để làm về một cái tượng, một cái hình ảnh. Đây là tượng con rồng nữa nè các bạn thấy không? Đó. Đẹp ghê chưa? Đó, các bạn thấy ở trung tâm thành phố lớn á, thường nó vậy á, hay nghe tiếng xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe cảnh sát nó như vậy á. Cái này là mình nghe thường xuyên luôn. Khi mà mình ở New York á là không quá 3 phút là phải nghe như vậy á. Rồi các bạn, nếu các bạn thấy video này thú vị á thì nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình để nhận được nhiều video hay hơn nha.
trong cái khoảng thời gian mà mình không về Việt Nam được, mình ở Mỹ á, mình cũng hay đi du lịch lắm, đi đảo, đi này, đi nhiều nơi lắm. Nếu các bạn subscribe á, hay là đăng ký á, thì có những cái video mới mà hay thú vị á, thì các bạn sẽ được thông báo để các bạn xem với mình nha. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.